Ngày 18 tháng 3, Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã điều tra xác định 5 người chặn xe, cố ý làm hư hỏng tài sản tại hầm Phước Tượng. 5 người chặn ô tô tại hầm Phước Tượng bị phát hiện gồm Lê Tuấn Anh, Phan Thanh Thắng, Lê Phú Quốc, Nguyễn Thành Long, Lê Khắc Đào Quyền cùng trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc. Trước đó vào ngày 12 tháng 3, Tuấn Anh chạy mô tô trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Phú Lộc bị ô tô tải không rõ biển số lấn đường làm Tuấn Anh bị ngã. Tuấn Anh về nhà, lấy một cây rựa và rủ bốn người còn lại đuổi theo. Đến hầm phước tượng, nhìn thấy một ô tô nghi là xe đã va chạm với mình nên cả nhóm dùng hung khí mang theo đánh vào xe này. Khi phát hiện đây không phải ô tô đã va chạm mình, cả nhóm tiếp tục rượt đuổi vào trong hầm phước tượng, chặn đánh một ô tô khác. Sau đó cả nhóm rời khỏi hiện trường nhưng đã bị lực lượng công an truy tìm, bắt giữ.